rộng lớn là trái tim người, sư phụ con kính yêu. Anh đạo bay theo cánh diều vút cao, gió pháp tung bay trên mọi miền tổ quốc. Hạt giống Bồ đề người trải dài ở năm châu, xa xứ muôn phương chúng con được gặp nhau. Nhờ ân đức nhiệm mầu nơi sư phụ, chứng minh chúng con lập đạo tràng xa xứ, cùng thực hành pháp bất tử của Thế Tôn. Đạo tràng xa xứ cùng thực hành pháp bất tử của Thế Tôn. Đã qua rồi những năm tháng cô đơn, nơi xa xứ không người thân của anh. Nay chúng con tay cầm tay chân người.